Rửa mặt ngoài siêu thị rẻ nhưng liệu có xứng đáng để mua không? Ở ngoài siêu thị có những loại sữa rửa mặt giá rất rẻ, thậm chí còn không bằng một cốc trà sữa, nhưng liệu nó có đủ tốt để mua dùng hay không? Để biết được điều này thì mình đã mua một vài loại sữa rửa mặt quen thuộc hay bán ở ngoài siêu thị về dùng để review cho các bạn đây. Thứ nhất là Hanalambo. Cái này thì mình thấy trong siêu thị có hai dòng màu trắng và màu xanh. Sữa rửa mặt này có dạng cream tạo bọt khá là nhiều. Loại này cũng có độ pH là 5.5 nên sau khi rửa xong không gây khô da và phù hợp cho mọi loại da, mà giá lại rẻ nữa thì có tội gì mà không mua để sử dụng, đúng không? Thứ hai là E100 nghệ, có chất kem lỏng màu vàng nhạt, ngày xưa hồi còn là sinh viên năm nhất thì mình dùng suốt luôn. Độ pH là 6 nên khi rửa xong cũng không gây khô da. Giá rẻ nhưng nhược điểm là có mùi hương liệu rất nồng, bạn nào da nhạy cảm quá thì nên cân nhắc nhé. Thứ ba là Neutrogena Deep Clean. Em này thì có dạng gel tạo bọt cũng được, có chứa BHA giúp làm sạch sâu và ngừa mụn, khá phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên. Tuy nhiên có hương liệu và có chất tạo màu. Sau khi dùng thì mình thấy những cái bạn da dầu và da hỗn hợp thiên dầu thì phù hợp, còn những cái bạn da khô thì nên cân nhắc nhé. Thứ tư là sữa rửa mặt Đô. Đây là sữa rửa mặt tạo bọt sẵn, bọt khá dày và mịn nên sau khi rửa xong vẫn giữ được độ ẩm cho da. Sữa rửa mặt này thì có ba dòng màu xanh dương này thì dành cho da khô, xanh lá giúp kiềm dầu và xanh lam dành cho da nhạy cảm. Mọi người hãy sử dụng cái loại phù hợp với da của mình nhé. Thứ năm là sữa rửa mặt Simple. Em này mình thấy bán cũng khá là nhiều trong siêu thị và mình cũng review rất nhiều lần rồi, không có gì để nói, quá lành tính và phù hợp với học sinh sinh viên.